Ngọc, mày đứng lại. Con chuyển ra ngoài cho mẹ vừa lòng. Mẹ nói mày không nghe hả? Bây giờ mày xách vali theo dai đúng không? Chuyện gì con cũng có thể nghe lời mẹ, nhưng chuyện lấy chồng thì không. Con phải lấy anh Dương, anh ấy là người đàng hoàng, tốt tính, có công việc ổn định. Và quan trọng là anh ấy yêu con. Mày mở to mắt ra mày nhìn xem gia đình nhà nó cân xứng với nhà mình không hả? Nhà mình đây này, đầy đủ kinh tế, trong khi đó hai mẹ con nó ở nông thôn. Bây giờ lấy nó, sau này khổ thì kêu ai? Mẹ lo cho con thì mẹ mới ngăn cản chứ. Mẹ quan tâm đến con hay mẹ lo lắng cho cái sĩ diện của mẹ hả? Trời ơi, dám nào. Bác ơi, con xin bác bớt giận. Thì ra là cậu. Là cậu đã xúi giục con gái tôi đi theo cậu đúng không? Anh ấy không xúi giục, là con tự nguyện ạ. À? Là con gọi anh ấy đến đón con. Mẹ đang giận. Em đừng cãi mẹ. Mẹ không cho mình lấy nhau thì em sẽ không ở nhà nữa. Anh đưa em đi. Đó. Đi. Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống đi, nói chuyện cho đàng hoàng. Bây giờ cậu nói đi, cậu có chắc chắn lo được cho con gái tôi không? Dạ, thưa bác, cháu sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho Ngọc ạ. Thôi rồi, đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy. Điều kiện gia đình nhà tôi như thế nào thì cậu cũng biết rồi. Còn hoàn cảnh gia đình nhà cậu như thế nào tôi cũng không cần phải nhắc lại đúng không? Bây giờ tôi sẽ đồng ý cho hai đứa lấy nhau, nhưng với một điều kiện, cậu lấy nó, cậu phải ở rể. Nếu không đồng ý thì không có chuyện cưới xin gì đâu. Dạ, thưa bác, cháu đồng ý ạ. Ơ, con, sao muộn rồi mà giờ này vẫn chưa đi ngủ à? Con chờ anh Dương mẹ ạ. Sao dạo này nó hay về muộn thế nhỉ? Anh ấy bảo con là công ty dạo này nhiều việc quá. Nó nói thế mà cũng tin. Anh Dương ở nhà mình 2 năm rồi, anh ấy là người thế nào mẹ cũng biết mà. Nó tốt mẹ không phủ nhận, nhưng mà con có biết không, rất nhiều trường hợp nhá, vợ mang bầu, chồng đi ngoại tình đấy. Mẹ cứ dặn trước là không có thừa đâu. Mẹ, em, hai mẹ con vẫn chưa đi ngủ à? Thiếu chồng là nó chưa ngủ được. Rồi mẹ đi nghỉ sớm đi ạ. Được rồi, mà mẹ bảo này, con làm việc gì thì cũng phải để ý thời gian nhá, thu xếp mà về sớm với nó. Anh đã bảo với em rồi, đợt này công việc của anh nhiều, em phải tự chăm sóc bản thân mình chứ. Em biết mà, tại em nằm ở trên nhà lâu quá em mỏi lưng ý, nên mới xuống đây ngồi, mẹ lo quá đấy. Để anh lên thay đồ, rồi xuống với em nhé. Cái chìa khóa này là mới mà. Anh ơi, cái chìa khóa này... À, công ty anh mới thay ổ khóa mới. Anh mở này. Mai anh lại phải đi công tác mất 10 ngày. Có gì em và con ở nhà tự chăm sóc nhau nhé. Ngày mai á? Sao gấp thế ạ? Anh đi ở đâu? Mà mấy hôm nay không thấy anh nói gì với em. À, anh bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng là công ty mới có dự án mới. Hơi đột xuất một tí. Nào, mẹ bầu lên tầng chờ anh, rồi anh sẽ đấm bóp cho hai mẹ con nhá. Nó tốt, mẹ không phủ nhận. Nhưng mà con có biết không, rất nhiều trường hợp nhá, vợ mang bầu, chồng đi ngoại tình đấy. Mẹ cứ dặn trước là không có thừa đâu. Quái lạ, anh ấy nói là đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình cài định vị rồi mà sao hai hôm nay vẫn cứ ở Hà Nội. Ngày nào cũng đến cái địa chỉ này, lại còn qua đêm ở đây nữa. Lạ thật. Ngọc, muộn rồi sao đi ngủ mà lại cứ ngồi nhìn bản đồ thế hả con? À, con đang tìm mấy cái địa chỉ mà. Mẹ đi nghỉ trước đi ạ. Thôi mẹ đi ngủ đây, rồi cũng đi ngủ đi nhá. Alo, anh à? Anh ngủ chưa? Anh chưa, sao giờ em vẫn chưa đi ngủ? Anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Muộn rồi, có ai gọi điện thế? Không chơi người khác ngủ à? Anh đang ở đâu đấy? Ai ở bên cạnh anh vậy? À, tại ở ngoài đường, người ta nói vọng vào mà.
Thôi, em đi ngủ đi nhá. Muộn rồi, anh tắt máy đây. Cái chìa khóa này... Đây là chìa khóa công ty anh mới thay ổ khóa mới. Anh Dương! Anh nói với tôi là đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nói với tôi chiếc chìa khóa này là của công ty anh. Nhưng hóa ra là chìa khóa của cái phòng này à? Anh sống ở đây với ai hả? Ngọc, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Anh phản bội tôi đúng không? Tôi có bầu nên anh đi theo người khác đúng không? Anh đòi căn phòng này để hú hí với nó đúng không? Không như những gì em nghĩ. Anh đừng có nói gì nữa. Hôm trước tôi gọi điện cho anh, tôi đã nghe đến tiếng phụ nữ ở trong đấy. Em phải bình tĩnh nghe anh nói, anh xin thề đấy. Hôm đấy anh ra đầu ngõ nghe điện thoại thì mấy bà hàng xóm mà thấy khó chịu quá nên nói vọng vào thôi. Anh nói rồi. Tại sao có nhà có cửa mà anh phải đến đây ở? Ngọc. Mẹ. Sao mẹ lại ở đây ạ? Thời gian này ấy, là Dương nó sống ở đây cùng với mẹ. Mẹ phát hiện có khối u, mẹ sống một mình ở trên quê, nên anh đưa mẹ lên đây để tiện chăm sóc và cũng để điều trị. Hai vợ chồng mình thì sống với gia đình em ở bên kia. Nếu như mẹ lên, anh sợ sẽ bất tiện cho mọi người. Anh biết, em là người con dâu rất hiếu thảo. Nếu như biết mẹ bệnh, em sẽ lao đến ngay. Nhưng em đang bụng mang dạ trưởng thế này, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Anh nói em là người con dâu tốt, nhưng mà anh làm em cảm thấy rất là xấu hổ. Mẹ chồng ốm nhưng mà em không biết. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Là mẹ và Dương lo cho con sẽ như thế này nên là mới giấu. Giờ con đang có bầu, con cũng không nên lo lắng và cũng đừng nên kích động nhiều, ảnh hưởng đến cái thai cháu nội của mẹ, rồi là ảnh hưởng đến sức khỏe cả hai mẹ con đấy. Bây giờ biết rồi ý, thì thỉnh thoảng đến chơi với mẹ. Vâng ạ. Dương nó thuê cái nhà này cũng tốt lắm con ạ. Em, tại sao lại dọn đồ đi đâu thế này? Em dọn dẹp đồ đạc xong hết rồi, cũng gọi taxi rồi, xe đang chuẩn bị qua. Mình sang bên mẹ ở đi. Sao lại thế? Mẹ bảo nó đi đấy. Mẹ, mẹ ơi, con có lỗi gì xin mẹ cứ mắng. Chứ mẹ giận như thế này vợ con sẽ buồn. Mẹ có giận gì đâu. Mẹ nghe Ngọc có nói chuyện với bà thông gia rồi. Nó cũng muốn ra ngoài ở để tiện chăm sóc cho bà thông gia mà. Mẹ có một mình nên là em muốn sang ở với mẹ. Như thế á, bệnh của mẹ cũng sẽ nhanh khỏi hơn đấy. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã chịu vất vả với anh. Anh Hâm à, có cái gì mà vất vả. Mà em tính rồi, mẹ ơi con tính rồi. 2 năm qua chúng con đã tiết kiệm được một khoản kha khá, nên là con sẽ tìm mua một căn hộ. Vợ chồng con cũng phải có tài sản riêng chứ ạ. Hai đứa cứ tìm mua đi. Thiếu nhiều hay thiếu ít, bố mẹ sẽ hỗ trợ cho hai đứa. Bà ngoại đúng là number one ạ. Nãy giờ cái tính trẻ con rồi đấy. Này, về ở với bà thông gia nhé, cất ngay cái tính ấy đi nhá. Mẹ chồng con cũng thương con mà, nên là con không cần phải bỏ cái tính ấy đi đâu. Thôi đi đi, mẹ cũng muốn sang thăm bà thông gia. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn cái gì? Mẹ có mỗi mình cái Ngọc, tuy con là rể nhưng mà mẹ cũng coi con là con rồi còn gì nữa, làm sao phải cảm ơn. Miễn là chúng ta sống tốt với nhau là được. Thôi đi đi con, đi. Đi đi, mẹ xách cho, đi đi.